Đợi đây ạ. Bông, đấy, đấy, đấy. Nó có ai gì thế? Ơi, cái chổi làm gì mà. Bông, đấy, đấy, đấy. Nó có ai gì? Cái chổi làm gì mà đánh nó ghê vậy? Xong thế bé thấy làm gì bị cục như thế à? Cục tức quá nó... đấy, đôi khi nó còn cắn người, nó cắn chảy máu tay người chứ không cái thổi là gì đó. Bởi vì gần đây không hiểu sao lại bị thế. À, mình giới thiệu một xíu về bé cún nha. Bé cún tên là gì vậy chị? À, cún nhà em tên là Bông, nay nó được có hơn một tuổi. Rồi, Bông là được hai cái này. Được ạ. Rồi, à, có ai đang đi qua bé cún có vừa cắn mọi người khi đi ngang qua vậy không? Có ạ. Có, đi ngang qua nó cứ nhìn theo chân nó cắn đấy. Nhưng mà người nhà mà đúng không? Vâng, người toàn người nhà thôi. Nó cắn, ơi. Cắn toàn người nhà đấy. Vậy là cầm đầu cái nhà này rồi. Vâng, nó cắn chảy máu tay người nhà em, chảy máu tay chân hết rồi, ai cũng bị nó cắn hết rồi. Đó. Còn cái chổi làm gì Bông mà Bông đánh cái chổi ghê vậy? Bông không làm gì, tự nhiên đang quét nhà nó cũng cắn thế. Bông đấy, xong bây giờ nó lại cứ cắn, nó lại lấp vào trong cái gầm giường, gầm ghế gì đấy. Bé một tuổi thì có lẽ là cũng đã từng trải qua rất nhiều phương pháp, thì có la nạt thì có hiệu quả với bé không? Ờ, nhà em thì thực ra là cũng rất là chiều nó, nên là hầu như là không bao giờ dám đánh cả. Hầu như là từ bé lớn không bao giờ dám đánh nó cả, rất là chiều. Nên ví dụ như nó có cắn người thì cũng không không dám đánh nó, cũng để bơ nó đi thôi. Còn lúc coi như là không có. Lao vô cắn người thì mọi người làm sao? Là lúc lao vô cắn thì xong rồi nó tự cắn xong nó tự nhảy ra, xong rồi là nó cắn xong nó tự đi trốn, nó đi lấp vậy. Tính tình vâng. Là y chang một cái bản năng trong tự nhiên, đó là chạy ra hù cắn những cái bé cún khác trong đàn rồi sau đó là bỏ đi. Thì vừa nãy chị nói là được hai cái, xin lỗi hả, quên mất đến được hai cái. Dạ, rồi được ạ, bé cún em là được. Tính mạnh mẽ. Rồi bé cún có nghe hiểu được cái câu lệnh nào khi mà mình cho ăn không? Dạ hiện tại thì chưa, em trước em cũng dạy một thời gian nhưng mà bé lại không không học được, thế nên là em cũng là nên là cũng bỏ, nên cũng không dạy lại, chưa dạy lại bé cái cách nào cả. Ồ, và bây giờ bé cún ăn có khỏe không? Có ăn đều bữa không? Nó ăn có bữa bỏ, có bữa ăn ấy, chứ nó không không ăn đều bữa đâu. Gần đây thì nó được ăn lại được, chứ còn đâu đợt trước là nó cũng cũng bỏ bữa liên tục ấy, mà cứ phải nịnh nó thì nó mới ăn cơ. Chỉ nịnh bằng cách nào thì nó ăn rồi? Thì em cho thêm thức ăn vào trong cái bát của nó, nếu mà cái thức ăn ấy thường nó thích ăn thịt mới ăn giò, thì em cho thêm thịt mới giò vào bát, nó nhìn thấy cho vào bát thì nó chạy ra ăn. Mày cún có ăn hạt nữa không? Hiện tại thì không. Trước em cũng thử cho ăn hạt lại nhưng mà giờ bé không ăn nữa. Bé chỉ ăn cơm. Vậy cái lúc mà bé cún đang ăn cái đồ ăn ngon á, mình lại gần bé cún có gừ mình không? Có, nó có gừ ấy, nó giữ chặt. Nó nếu mà người lại gần có khi nó ngao ra. Wow. Lúc đó mọi người làm sao? Lúc đó thì lại coi như là bơ nó đi thôi. Không cũng không được dám động đến nó mà cũng cứ kệ nó. Vậy là khá là nhiều vấn đề, tất cả nó đều là cái bản năng của một bé cún. Nếu như chúng ta nuôi theo cách thông thường truyền thống là cho ăn rồi chơi chơi, thì đó là những cái bản năng sẽ xảy ra với một bé cún, đó là dành đồ ăn không cho những người khác hoặc những động vật khác trong nhà như là mèo hay là bé cún khác, lại gần thì sẽ dành đồ ăn bảo vệ và gừ. Mức độ nhẹ thì là gừ, mức độ nặng hơn thì sẽ là chủ động lao tới mà hù cắn luôn. Thì tới nay thì bé cún Bông thì cũng đạt tới cái cảnh giới cao nhất, đó là thích là sẽ hù tất cả mọi người trong nhà.
Và trong một bầy thì mọi người biết luôn luôn sẽ có một đứa cầm đầu, một đứa gọi là đầu đàn. Thì trong một bầy những cái bé cún thuộc cái tính cách mạnh ấy, và háu ăn ấy, thì nó sẽ có xu hướng là nó sẽ muốn trở thành đầu đàn. Nó sẽ chủ động tới một cái giai đoạn khoảng 6 tháng tuổi. Nó sẽ có một cái giai đoạn nó chủ động, nó đi hù những bé cún khác và hù mọi người trong nhà. Thì mình nuôi bé cún thì bé cún sẽ coi như là đây là một cái lãnh thổ, và mọi người trong nhà chính là cái bầy của mình. Và khi mà mình đang sống trong một bầy, mình lại có tính cách mạnh, mình cảm giác là mình rất là mạnh, mình sẽ phải thể hiện cái điều đó ra bằng cách là hù, gừ, dọa mọi người để cho mọi người biết là mình là đứa cầm đầu ở đây, tôi muốn là được. Thành ra là mấy cũng sẽ khá là hung dữ như thế này. Vâng. Cái việc để mà tập lại liền thì rất tiếc là phải trả lời một cách thẳng thắn là không có tập lại một ngày hai ngày là được liền đâu. Bé cún có một cái bản năng và bé cún đang tự coi mình là đứa mạnh nhất ở trong cái bầy này. Thì cái việc mình cần làm thứ nhất đó là điều chỉnh lại cái chế độ ăn để cho bé cún ăn đều, để mình tập được những cái bài cơ bản để nó biết là mình giao tiếp được và giao tiếp qua cái hiệu lệnh cơ bản nhất, và mình là người kiểm soát cái đồ ăn mình cho bé cún ăn, và bé cún làm theo hiệu lệnh thì bé cún sẽ được mình cho ăn. Mình là người cái người cung cấp đồ ăn cho bé cún, và đó là bài ăn chờ ăn. Mình là người quyết định bé cún khi nào được ăn, khi nào chờ ăn và khi nào dừng lại. Thì nó phụ thuộc vào cái việc mà bé cún ăn đều. Chị có thể xem thêm video, tìm kiếm là post dog chó kén ăn biếng ăn để xem là cái nguyên nhân đồ ăn có gia vị này, đồ ăn thay đổi liên tục này, và cách tập lại là trộn theo tỷ lệ để cho bé cún ăn đều lại. Thì như vậy là mình cầm cái đồ ăn lên, bé cún sẽ háo hức chạy lại để mình tập cho bé cún những cái bài đầu tiên giao tiếp. Và đó là cái điều thứ nhất về giao tiếp cho bé cún. Điều thứ hai thì không phải tập cho bé cún mà là tập cho chính mình và mọi người trong nhà. Vì hiện tại cái vị thế của bé cún đang tự cho mình là cái đứa cầm đầu, nên là nó sẵn sàng nó hù, gừ cắn. Tiếc là cái giai đoạn bé cún nhỏ mình đã bỏ qua rồi, giờ nó thay răng rồi, cái lực hàm của nó rất khỏe, và mọi người cũng khá là sợ vì mọi người cũng đã nếm trải những cái vết cắn và chảy máu rồi, nên là cái này là mình cần tập là mình cứng hơn bé cún. Cứng ở đây không phải nói về việc đánh đập, mà cứng ở đây là khi mà bé cún hù mình không được bỏ chạy và không được lùi lại. Mình có thể không làm gì bé cún nhưng mình phải đứng đó. Bé cún gừ cắn như cắn cái chổi, mọi người theo dõi từ nãy giờ mới vô là cắn và lắc cái chổi. Nếu như cái đó là cái chân hay cái tay của mình thì chắc chắn là chảy máu. Mình cần có cái tấm bìa cứng để hỗ trợ, để cho bé cún biết là không thể cắn mình sẽ che. Cái này là trong trường hợp rất là đặc biệt vì bé cún sẵn sàng lao vào để cắn, nên là mình phải che bé cún lại, với mục đích đó là mình không bị thương và mình sẽ không bao giờ rút lui, mình không chịu thua bé cún. Ở trong tự nhiên không phải là dùng bạo lực là sẽ chiến thắng. Mọi người nếu xem thế giới động vật sẽ thấy hai cái con vật nó đứng nó ghì nhau, nó cựa lại với nhau, nó đứng nó nhìn thôi. Hoặc là ai nuôi mèo á, sẽ thấy rõ nhất, mèo là cái đứa hay đi gây chiến nhất và thường xuyên có những cái cuộc chiến xảy ra là hai con nó không có đánh mà nó chỉ đấu võ mồm thôi. Nó đứng nó meo meo rồi nó ghì, nó đứng nó nhìn nhau. Với chó thì sẽ nhanh hơn, nhưng mà nếu như mà hai con đều không xông vô và không thể tấn công nhau thì tụi nó sẽ đứng nó đấu mắt và nó ghì, thì mình sẽ đứng ở đó, mình không rút lui, mình đứng cho bé cún thấy là mình không sợ, bé cún không thể hù được mình, thì bé cún mới có xu hướng là rời đi, không có tấn công mình nữa. Cái vị thế của bé cún lúc này được giảm xuống, thì mình mới có cơ hội để mình tập những cái bài khó hơn như là dừng ăn. Vì nếu bé cún coi mình là kẻ yếu thế hơn, mình mà đưa cái tay vô là bé cún sụp luôn, làm chảy máu luôn. Nên là đầu tiên là phải tìm tìm cái vị thế của bé cún xuống thì mình mới có thể tập từ cho bé cún. Đó Vâng. là cái lý thuyết cơ bản, còn cụ thể hơn thì cần phải đi vô cái bài tập. Chị có chia sẻ gì thêm nữa không?
Dạ thế thì bây giờ là trước mắt là mình cũng phải phải rất là mình phải kiềm lại cái bản năng của nó trước đúng không ạ? Sau đó thì mình mới dạy các bài cơ bản đúng không ạ? Ok, đúng rồi, mình tập đầu tiên là cho nó ăn đều lại này, tránh những cái đồ ăn có gia vị và không có thay đổi đồ ăn quá liên tục, không ăn vặt nữa, để cho bé cún bữa nào cũng ăn đều. Để mình tập cứ cầm đồ ăn lên là bé cún sẽ vẫy đuôi tung tăng chạy lại, thì mình sẽ tập là muốn ăn đúng không, rồi bắt đầu tập cơ bản nhất là bấm clicker cho ăn, tôi gọi một tiếng là tôi cho ăn, nghe thì tôi sẽ cho ăn, sau đó ngồi nằm và bé cún sẽ bắt đầu là nghe theo hiệu lệnh của mình, thì cái bản năng vị thế kẻ đầu đàn nó sẽ được giảm xuống. Đó là cái bài tập đầu tiên mọi người tập cho bé cún. Vâng, Rồi thế để em trong mắt là em sẽ theo hướng dẫn để làm để dần dần cho bạn ấy xử lý cái vấn đề của bạn ấy chứ không giờ này cả nhà ai cũng sợ này không dám động vào. hỏi một cái nhỏ nhỏ nữa là bây giờ có khách tới bé cún có chạy ra hù không? Có khách tới vẫn chạy ra sủa ở Mỹ nên người nhà quát không không nghe người nhà quát bạn vẫn đi sủa lao vào người lạ. Rồi, có lỡ cắn chúng ai chưa? Chưa người ngoài thì chưa người ngoài thì chưa cắn ai cả không như là cần cắn người nhà là cắn đủ người trong nhà rồi còn người ngoài thì chưa cắn ai Rồi, vậy bé cún có sợ ai trong nhà không? sợ thì chắc là cũng không 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 sợ ai có sợ thì sợ em thôi chứ còn không không sợ người khác thì hình như không sợ nhất thì chắc là em tại vì thỉnh thoảng em vẫn hay dọa bạn ấy đánh bạn ấy mà thế nên là thì chắc chỉ có sợ em thôi. Rồi, ví dụ vừa nãy thấy bạn bông bé bé bông có đang gặm cái gì đó, có phải đồ ăn hay đồ snack không? À vâng bạn ấy vừa gặm xương ạ. Vừa gặm cái xương. Còn đang ăn không? Dạ. Đâu, bé cún đâu rồi? Chị quay bé cún nào. Đây ạ. Nó lại Rồi. nằm ra góc của nó thôi. Chị mà lại gần bé cún có gừ chị không? Có Đang nó ăn. cứ gừ lên kiểu nó cứ nhìn nhìn theo chân. Rồi, cái xương ăn hết chưa? Còn xương đó Dạ vừa ăn hết rồi. Ăn hết thành cái đấy rồi. không? Ví dụ như vừa nãy mà đang nằm nhai xương đó mà chị lại gần thì Thì bạn ấy sẽ chạy đi sẽ gặm theo cái xương ấy chạy đi chỗ khác cố tình mình lại gần nữa lấy lại cái xương được không? lấy lại cái xương thì cũng không đến mức là bạn ấy cắn đâu vẫn lấy được nhưng mà tức là bạn ấy gầm gừ ấy Vậy đấy dữ thật đấy là chị vẫn vẫn tự tin, vẫn có thể dám lại gần đấy cún, vậy là sẽ tập vâng. được, chỉ cần chị còn tự tin không có sợ Vâng, đấy tức là cún tại vì trong nhà thì chắc là đến hiện tại là chỉ còn mình em là dám lại gần bạn ấy thôi. Cái đấy bạn cũng thân nhất với em thôi chứ còn đâu với những người khác trong nhà thì không ai dám động vào nữa rồi. à. Ngoài chị cho ăn thì có ai cho ăn trong nhà nữa không? Có, trong nhà em thì thường có bố bố em cho ăn. Bố em cho ăn nữa. Rồi vậy giờ từ bữa hôm nay mình sẽ bắt đầu điều chỉnh chế độ ăn và cho bé cún tập lại cái cơ bản, cứ từng bước thôi. Sau 1 năm nuôi rồi mình không có dạy gì hết nên là có thể nó sẽ hơi khó. Khó ở đây là khó cái độ lì của bé cún, chứ còn cái trí não của bé cún đã khá là hoàn thiện nên là mình nói cái gì hoặc mình bắt đầu muốn tập cho bé cún cái gì là bé cún hiểu ra rất nhanh, cái tốc độ hiểu bài rất nhanh so với những bé cún con. Tuy nhiên cái độ lì nó rất cao nên là mình từng bước mình cứ bình tĩnh tập từng bước, những cái vấn đề rắc rối khác nó sẽ được giải quyết lần lượt, Vâng. nên cái nào mà chưa tập tới thì mình cứ du di bỏ qua, chỉ cần nhớ một điều thôi, không được rút lui, không được bỏ chạy. Mình không có rút lui, mình không chịu thua, mình có thể không làm gì hết, bé cún sủa mình hay bé cún gừ cắn mình hay là bé cún đòi nhảy chồm lên đòi cái đồ trên tay mình có thể không làm gì hết, mình chưa biết làm gì nhưng mà mình phải đứng đó. Bé cún phải là cái người rời đi, bỏ đi chỗ khác chứ không phải là mình. Mọi người trong nhà cũng vậy, bé cún hù cắn đúng không? Bé cún Dạ muốn làm gì đó, bình thường mọi người sẽ bỏ đi. Mọi người hãy đứng lại. Nếu bé cún thực sự cắn thì lấy cái gì đó che lại. Vậy thôi. Không được rút lui. vâng. Vâng, rồi ạ. Em cảm ơn ạ. Có gì để em dạy bé ạ. Cảm ơn chị.
Ok. Bé cún 1 tuổi, khá là hung dữ. Mặc dù là dòng poodle nhỏ con xíu xíu vậy thôi mà gặp ai cũng sửa hết, không có sợ gì hết. Mọi người khi mà nuôi bé cún thì không cần phải chờ tới 1 tuổi mới được chứng kiến những cái điều đó đâu. Chỉ cần qua cái giai đoạn từ 8 đến 10 tháng tuổi mà bé cún dậy thì đó, là những cái đứa nó có tính cách mạnh thì nó sẽ bắt đầu thể hiện cái sức mạnh của nó qua việc gừ và hù cắn mình. Thì nếu như ai sợ, và đặc biệt là khi mà chúng ta chơi đằng co cắn đồ hoặc là đồ ăn á, thì cũng gừ nhẹ một cái, thì cũng tát gió một cái mà mình rút cái tay lại, mình là cái người sợ, là bé cún sẽ nhanh chóng nắm bắt cái cảm xúc của mình và biết là người này sợ đúng không, lần sau tôi sẽ tát hù nữa, tôi không có thích bị bắt vô chuồng, bắt tôi đúng không, tôi tát gió một cái này sợ đúng không, lần sau bắt nữa đúng không, tôi tát thiệt luôn, tôi cắn thiệt luôn. Thì lý do là vì chúng ta nuôi cún nhưng chúng ta sợ sợ bị cắn, và mỗi lần chúng ta chịu thua rút lui, rụt tay lại, đứng lùi ra, bỏ đi chỗ khác là bé cún thắng, nên bé cún sẽ được đà làm tới. Và mọi người phải chuẩn bị sẵn tinh thần, đặc biệt là những bé cún đực luôn, và những bé cún mà háo ăn và tính cách mạnh. Bé cún có ba cái tính cách điển hình, nhưng mà cái tính cách mạnh là nó sẽ có xu hướng như vậy, và sẽ sớm xảy ra. Chúc mọi người ai nuôi bé cún sắp tới khi dạy thì có thể chuẩn bị trước tinh thần để mà. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video vừa rồi của Boss Dog. Bạn cũng có thể xem thêm rất nhiều các video dạy cún khác ở trong kênh YouTube của Boss Dog, hoặc tìm kiếm ở bất cứ nơi đâu với từ khóa Boss Dog cộng với vấn đề mà các bạn gặp phải ở bé cún nhà các bạn. Tất cả các video hướng dẫn chi tiết và hoàn toàn miễn phí. Đừng quên bấm theo dõi và bấm thêm cái chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất về các video dạy cún trong kênh của Boss Dog nha. Tất cả những thông tin khác các bạn có thể tham khảo thêm ở các đường link phía dưới, như là mua hàng, thông tin về nuôi dạy cún, thú y, vân vân. Tất cả ở trong link phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong các video lần sau nha.